Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Liên Minh Confession. Mấy hôm nay tin giải nhiều quá, chắc là mọi người nhớ tin nóng lắm rồi đúng không? Đến hẹn lại lên. Hôm nay cùng với Trang đến với những tin tức giải trí xung quanh các bản tin giải khô khan nhé. Dẫn vợ đi ăn cua hoàng đế mừng sinh nhật, Junbi hoảng hồn khi xem hóa đơn, quán có nhận sự bác trừ nợ không ông chủ. Hết content đòi nợ, Seras chuyển sang ghế khác trước giờ. Tổ chức vì những phát ngôn thiếu căn cứ nhắm vào Gam và trớ trêu thay khi mãn hạn phạt thì đội tuyển đầu tiên mà anh đối mặt cũng chính là Gam. Kể từ khi rời Gam Esports vào kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020 để sang Evos Esports, Seras vẫn chưa có được chiến thắng nào trước đội tuyển cũ. Liệu với dàn hảo thủ của SBTC Esports, anh chàng này có thành công trả cả gốc lẫn lãi cho Gam hay không? Trong buổi stream reaction trận ra quân của SBTC Esports, Seras cũng từng tuyên bố sẽ gạt nhẹ Kiaya như gạt nắp chai nước. Dĩ nhiên đây là một trong những động thái quen thuộc cho thấy sự
Africa Freak không phải là đội tuyển mạnh thời điểm này với thành tích 1-3 cùng chuỗi 2 trận thua liên tiếp. Tuy nhiên KT cũng không được đánh giá cao nhưng vẫn hạ gục được dàn sao trẻ chất lượng của T1. Ban huấn luyện đội tuyển cần sớm tìm ra vấn đề và khắc phục nếu không muốn nhận thất bại lần thứ tư liên tiếp. Dẫn vợ đi ăn cua hoàng đế mừng sinh nhật, Don B hoảng hồn khi xem hóa đơn, quán có nhận rửa bát trừ nợ không ông chủ. Vừa qua, sau trận thắng 2-0 trước Rock Warriors, Don B đã rối rít cảm ơn các đồng đội vì đã tạo điều kiện giúp anh kết thúc ngày thi đấu sớm và tranh thủ đưa bà xã Yumi đi ăn sinh nhật. Trên kênh YouTube cá nhân, Yumi cũng đã đăng tải đoạn vlog về buổi ăn uống này, và như thường lệ thì chú Hề vẫn là chú Hề, dù có là ngày trọng đại như sinh nhật vợ thì anh cũng không quên tấu hài. Thực tế, dù là sinh nhật của Yumi nhưng chính bà xã Don B mới là người lựa chọn địa điểm ăn uống và cô quyết định đi ăn hải sản để tẩm bổ cho chồng. Cả hai đến một nhà hàng cao cấp và chọn món cua hoàng đế. Chỉ nghe tên thôi chúng ta cũng đủ hiểu đây là một món ăn đắt tiền như thế nào. Và điểm nhấn xuất hiện khi bữa ăn đã xong xuôi, hóa đơn cho một chú cua hoàng đế cùng những món ăn kèm là 3.000 nhân dân tệ, khoảng 10,7 triệu đồng. Ngay sau khi check hóa đơn, Don B đã giật nảy mình và hỏi nhân viên nhà hàng: "Tôi có thể ở lại đây rửa bát thay vì thanh toán không?" Phản ứng của Don B ngay lập tức khiến bà xã của anh chàng cũng phải vì cười, còn cộng đồng kem thủ thì lại được fan hiểu lầm anh chàng là keyboard. Nhưng ngay sau khi đoạn vlog được chia sẻ, các nhân viên của Fanplus Phonix lại tiết lộ thêm một bí mật khác, đó là Don B đặt tài khoản nhận lương là tài khoản của vợ. Fanplus Phonix thường chuyển thẳng tiền lương cho Yumi, và anh thì chỉ xin tiền vợ để tiêu vặt chứ còn chẳng biết khi nào thì lương của mình về. Trong bữa tiệc chào mừng Nukuri gia nhập đội, hầu hết tuyển thủ đều góp 1.400 tệ mua đồ ăn, riêng Don B chỉ còn 300 trong ví. Mọi người thường trêu đùa Don B rằng, vốn là một trong những tuyển thủ hưởng lương cao nhất LPL, nhưng lúc nào cũng trong tình trạng sổng túi. Tuy vậy, các đồng đội và nhân viên Fanplus đều hiểu rằng, việc giao cho Yumi quản lý tiền bạc là một quyết định sáng suốt. Thậm chí Fanplus còn gửi riêng một đoạn clip chúc mừng sinh nhật bà xã Don B. Các tuyển thủ đồng thanh gọi cô là chị dâu. Chẳng là mặc dù quản lý tiền bạc của chồng, nhưng Yumi thực tế rất thoải mái. Việc Don B chỉ góp 300 tệ làm tiệc chào mừng Nukuri là do anh chàng ngại xin tiền vợ. Sau đó Yumi chữa cháy cho chồng mình khi biết Nukuri thích ăn dâu tây. Cô nàng đã gửi rất nhiều dâu tây đến Gaming House Fanplus. Các tuyển thủ khác chia sẻ rằng họ cũng luôn nhận được sự quan tâm tương tự như vậy. Mỗi lần Yumi đến thăm chồng là một lần Gaming House của Fanplus tràn ngập quà ăn vặt. Chính vì lẽ đó mà cô nàng trở thành cái tên được mọi người vô cùng yêu quý, thậm chí có phần hơn cả ông chồng của mình. Bản tin nóng số 389 đến đây là hết rồi ạ. Hẹn gặp lại mọi người ở những số tiếp theo trên kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!